Xin chào tất cả mọi người. Như vậy là chúng ta chỉ còn khoảng tầm uh, hơn 20 tiếng nữa thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra trên phần động, sân vận động Bungacno. Thì ngày hôm nay uh, xin phép là mình sẽ chia sẻ với các bạn. Rất xin lỗi các bạn là hôm nay mình livestream hơi muộn một chút. Bởi vì là nó có rất nhiều những uh, công việc uh, và hôm nay thì uh, mình muốn nói với các bạn về đội hình À tất nhiên là những cái thông tin liên quan đến đội hình thì nó không hề dễ dàng để chúng ta có thể có được. Nhưng hôm nay thì Vlog Minh Hải xin phép là cũng sẽ chia sẻ với các bạn à, thông tin về đội hình đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu với Indonesia. Indonesia thì không phải bàn nữa rồi, họ sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất. Hôm nay thì huấn luyện viên Sinti Yang đã nói là muốn thắng và muốn thắng đậm đội tuyển Việt Nam. Và đây có lẽ là trận đấu mà họ cũng đang chờ đợi một cái kết quả thật là tốt cho Indonesia. À, sau 4 năm đến Indonesia làm việc thì huấn luyện viên Cindy Yang mới chỉ thắng được đội tuyển Việt Nam có một lần thôi. Và đấy cũng là lần mà có lẽ là mình nghĩ là nó cũng hơi thiếu thuyết phục một tí. Huấn luyện viên Cindy Yang muốn có một chiến thắng đậm để vừa làm cho cái cuộc đối đầu này nó thuận lợi hơn với Indonesia và thứ hai là gia tăng thêm cái tính thuyết phục trong những cái chiến thắng của Indonesia dưới thời của huấn luyện viên Cindy Yang. Bên cạnh đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng phải chuẩn bị rất là kỹ cho trận đấu này. Đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp cận trận đấu này như thế nào, tâm thế của chúng ta ra sao, sơ đồ chiến thuật và kể cả là cái chiến lược của chúng ta cho trận đấu này như thế nào. Ở phần sau mình sẽ trả lời với các bạn. Hôm nay thì mình muốn bắt đầu chương trình livestream này bằng một thông tin, có lẽ là thông tin này sẽ khiến rất nhiều các bạn vui. Đặc biệt là chúng ta đặt trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta hiện nay đang thua Indonesia ở cái chiến chúng ta gọi là chiến lược nghiệp tịch. Thì xin thưa các bạn là hôm nay theo thông tin mới nhất mà Vlog Minh Hải có được thì Jackson Quang Vinh Pendon đang được một câu lạc bộ ở Việt Nam lên kế hoạch để đưa về v -Lich. Tức là gì? Jackson Quang Vinh Pendon đang trên đường trở về với v -Lich. Jackson Quang Vinh Pendon đang trở về với Việt Nam và có thể Jackson Quang Vinh Pendon sẽ có quốc tịch Việt Nam để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện nay thì câu lạc bộ này cũng đang chỉ trong trong quá trình xúc tiến và trước đây ở hồi đầu mùa thì mình cũng đã gặp một quan chức của câu lạc bộ này và mình đã nói rằng là tại sao khi mà đội bóng này đang mong muốn à, nhập quốc tịch cho một cầu thủ thì à, tại sao lại không kiếm thêm một cầu thủ Việt kiều cho quốc tịch. Thì mình có nhận được cái là chưa vào thời điểm đó thì mình nhận được thông tin là câu lạc bộ này chưa có thể kết nối được với Jackson Quang Vinh Pendon. Và đến bây giờ, chiều ngày hôm nay thì mình đã có thông tin, câu lạc bộ này đang dục dịch rồi và nhiều khả năng là sẽ đưa Jackson Quang Vinh Pendon về rất là sớm. Họ muốn là sẽ triển khai ngay ở giai đoạn lượt về của V-League 2023 2024, tức là chỉ còn có 5 ngày nữa thôi. Hôm nay là ngày 20 rồi, 21, 22, 23, 24, 25 tức là có đúng 5 ngày nữa là hết tức là cái thời hạn đăng ký cho mùa giải 2023 2024 lượt về là sẽ kết thúc hay là chúng ta hay dùng một cái từ là thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa. Đấy, thì cũng xin được thưa với mọi người là hiện nay thông tin này là đang, thông tin đang rất là nóng hổi chiều ngày hôm nay thì mình nhận được thông tin và mình cũng đã truyền tải trên tất cả những cái hệ thống của Vlog Minh Hải còn bây giờ thì mình xin phép là sẽ tiến đến cái câu chuyện mà chắc là tất cả chúng ta đều rất là quan tâm à, huấn luyện viên Philip Chu và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì muốn tận dụng thêm một ngày nữa để tiếp tục suy nghĩ trước khi chốt danh sách Tức là bình thường ra thì có thể chốt danh sách vào ngày hôm nay được rồi Nhưng mà chúng ta sẽ đợi đến những giây phút cuối cùng Tức là đến hạn chót chúng ta mới chúng ta mới bắt đầu đăng ký Thì như các bạn biết là chúng ta sang bên này với 28 cầu thủ Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ được đăng ký 23 người thôi Tức là ngày mai huấn luyện viên Philip Chuse sẽ tiến hành Để có 5 cái sự thay đổi À, mình không biết là chúng ta gọi là bị loại hay là không bị loại bởi vì là những cầu thủ này thì vẫn có thể thi đấu ở trong trận đấu lượt về đó thì uh, ở danh sách thì mình sẽ nói ở giai đoạn sau ở phần sau của chương trình bây giờ mình sẽ nói về cách tiếp cận đã uh, không cần phải nói nhiều thì chúng ta cũng biết được là đội uh, indonesia họ có rất nhiều lợi thế Họ có lợi thế đương nhiên của đội chủ nhà. Họ có lợi thế từ dàn cầu thủ nhập tịch. Họ có lợi thế từ một cái hào khí của bóng đá Indonesia đang lên rất cao sau Asian Cup. Thì uh, hiện nay ở Indonesia nó đang có hai cái hai cái luồng dư luận. Một luồng dư luận là hồ hởi với cái quá trình nhập quốc tịch cho những cầu thủ để giúp Indonesia mạnh hơn. Uh, luồng thứ hai là luồng cái này là theo dân tộc chủ nghĩa tức là họ cho rằng là cái việc mà huấn luyện viên yang nhập tịch quá nhiều cầu thủ gọi quá nhiều những cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia thì nó khiến cho đội tuyển quốc gia nước này bị mất đi cái bản sắc màu cờ sắc áo cái niềm tự hào dân tộc và những người mà chúng ta tạm gọi là những người nước ngoài họ nhập quốc tịch indonesia nhiều người cho rằng là cái động cơ của họ không phải vì tình yêu với indonesia và họ cũng không có cái giá trị đại diện cho đất nước này thực ra thì à, ai cũng sẽ có những cái suy nghĩ đúng đúng không ạ mình nghĩ là ở dưới một mức một góc độ thì nó đều đúng theo một cách khác nhau nhưng quan trọng nằm ở chỗ là indonesia họ thực sự đang mạnh và indonesia họ cũng chỉ coi cái việc là nhập quốc tịch để chữa cháy cho cái giai đoạn mà họ không thể có được nhân tài còn về sau khi mà thời gian còn đủ thì họ sẽ phát triển nhân tài các bạn biết là cơ sở hạ tầng ở indonesia đặc biệt là khu vùng khắc nô thì quá tốt chiều ngày hôm nay mình đã phát một cái chương trình để các bạn xem đó là cái chương trình ngoài cái chuyện là những lời phát biểu phải nói là đầy chất chứa của huấn luyện viên philip chu thì còn có cả một cái cả một cái chương trình mình đưa các bạn đi quanh khu liên hợp thể thao bung các Nô để các bạn xem nếu mà các bạn chưa xem thì các bạn nên xem đấy là một chương trình rất rất đáng để chúng ta cùng xem với nhau à, cũng xin được nói thêm là indonesia cho dù có người ủng hộ hay không ủng hộ thì có một sự thật một sự thật mà chúng ta không thể chối cãi đó là indonesia đang mạnh lên <laughs> khi indonesia mạnh lên điều đấy có nghĩa rằng cái cơ hội để đội tuyển Việt Nam chúng ta đánh bại họ nó sẽ giảm đi. Và khi mà cơ hội đánh bại Indonesia của chúng ta giảm đi, điều đấy có nghĩa rằng cái cơ hội để chúng ta lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 thì nó cũng sẽ giảm đi. Thì uh, bây giờ mình phải nói luôn là Indonesia họ đang rơi vào một cái thế rất là khó. Tức là họ bắt buộc phải có được kết quả rất thuận lợi, hay nói chính xác là một chiến thắng với cách biệt đủ rộng thì họ bước vào trận lượt về nó mới ok chứ còn các bạn biết là cái khi mà chúng ta được thi đấu trận lượt về trên sân nhà đấy là một lợi thế không thể chối cãi đấy, và chúng ta có nhiều nước tính hơn Indonesia thì phải làm ngược lại Việt Nam Việt Nam thì cố gắng có một trận hòa cố gắng có điểm hoặc chí ít ra là không để thủng lưới quá nhiều đấy, tức là chúng ta có thể thua nhưng mà không thua với cái cách biệt quá sâu trong khi đó Indonesia thì họ bắt buộc họ phải thắng càng sâu càng tốt chứ còn một trận hòa thì coi như là thất bại cho nên là các bạn biết là indonesia họ cũng đang phải cố gắng hết sức chúng ta có cái tính toán của chúng ta rộng hơn thứ nhất là chúng ta không cần phải thắng indonesia bằng mọi giá còn indonesia thì bắt buộc họ phải thắng họ không thắng tức là họ thua Đó. còn chúng ta thì chúng ta còn có cửa hòa cửa hòa của chúng ta vẫn coi như là một chiến thắng bởi vì là hôm nay thì ông philip chuse cũng có nói là chúng ta đang hơn indonesia hai điểm điều đấy có nghĩa rằng chúng ta có một trận hòa là tức là chúng ta có cần một trận thắng thì là một trận thắng là tuyệt vời rồi. Chúng ta chỉ cần thắng một trận là ok rồi. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta hòa thì chúng ta hòa hai trận vẫn là ok. Đấy, tức là chúng ta có cửa thắng, thắng thì chúng ta chỉ cần thắng một trận thôi. Còn nếu mà hòa chúng ta chỉ cần hòa hai trận là ok rồi. Tức là chúng ta vừa có cửa thắng vừa có cửa hòa. Bởi vì hiện nay chúng ta đang hơn Indonesia 2 điểm. Tức là lợi thế từ cái chiến thắng của chúng ta trước uh, Philippines, còn Indonesia thì không thể, Indonesia chỉ hòa Philippines thôi chứ là nếu như mà Indonesia không thắng chúng ta tức là họ sẽ thua còn nếu mà chúng ta hòa ngay cả khi chúng ta hòa hai trận chúng ta vẫn thắng thì cái cửa của chúng ta sẽ rộng hơn vì cửa của chúng ta rộng hơn cho nên là nó sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi thế lợi thế đầu tiên đó là chúng ta có thể tính toán chơi một thứ bóng đá không cần phải tấn công nhiều <laughs> ở trên sân Bung Các nô thì vì không có pha chứ là yếu tố cảm tính của trọng tài cũng là điều mà chúng ta cần phải lương trước Đấy, thứ hai nữa là chúng ta không có lý do gì chúng ta phải dồn lên để tấn công để mà phải chịu những cái nguy cơ. Đấy, cho nên là mình nghĩ là ngày mai đội của chúng ta sẽ phải chơi tiến chắc thắng chắc và lấy phòng ngự làm trọng tâm. Đấy, lấy phòng ngự làm trọng tâm và chúng ta phải chơi với đội hình rất rất là lì lợm. Chúng ta cần phải đội hình rất rất là kiên trì và quan trọng nhất là chúng ta cần phải có một cái ý tưởng, có một cái giải pháp về phòng ngự thật là tốt. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn uh, trong phần đầu của chương trình Còn ở phần 2 thì mình xin phép là sẽ nói một chút liên quan đến uh, đội hình xuất phát dự kiến Không biết là các bạn thấy thế nào Nhưng mà mình thì mình nghĩ là cũng không có gì là quá khó khăn khi mà chúng ta đưa ra cái đội hình Đó, Thì uh, hôm nay thì mình cũng xin được chia sẻ với các bạn về cái đội hình này Không biết là với các bạn thì các bạn cảm thấy thế nào Nhưng mà đối với mình thì cái đội hình này là đội hình hiện nay đang được đánh giá là tối ưu Bây giờ mình xin phép làm mời các bạn nhé Đội hình theo quan điểm cá nhân của mình Thì nó phải có 3 yếu tố Đó là phòng ngự Đó là kinh nghiệm và kiên trì Kiên trì để ngay cả khi chúng ta thua Thì chúng ta cũng đừng nhùng lên Bởi vì là chúng ta thua một bàn nó khác Thua hai bàn nó khác Thế là cái phòng ngự làm trọng tâm Cái kinh nghiệm của chúng ta là chỗ dựa Và sự kiên trì của chúng ta Thì nó chính là cái chiến lược đội hình theo quan điểm cá nhân của mình thì chúng ta sẽ đá với đội hình là 3 4 1 2 hay là chúng ta gọi là 3 5 2 cũng được hoặc 5 3 2 cũng được. Biến thể của nó thì có thể thành là 5 4 1. Thì các bạn tưởng tượng là đội hình nó đang như này. À, đối với mình thì quan trọng rất quan trọng luôn. Đó là trường hợp của à, Nguyễn Philip sẽ đóng vai trò quan trọng là chốt chặn cuối cùng. Bùi Hoàng Việt Anh sẽ là người chơi ở vị trí trung vệ giữa. À, Thanh Bình sẽ đá vị trí trung vệ lệch phải. Ở uh, trung vệ lệch trái thì mình chọn một trong hai người Một là Phan Tuấn Tài Và hai là Nguyễn Thành Trung Mình nghĩ, mình nghĩ là nếu mà yếu tố kinh nghiệm được đặt lên trên Thì mình nghĩ là sẽ sử dụng Thành Trung uh, Đối với mình thì đội hình Bởi vì hiện nay mình cũng đang hơi bị lưỡng Ông Philip Chusier thì rất là tin Tấn Tài uh, Tuấn Tài xin lỗi các bạn Đấy chứ là cũng rất là khó Nhưng mà mình nghĩ là trận đấu ngày mai là một trận đấu cần yếu tố kinh nghiệm Và sự chuẩn xác thì xét về mọi mặt mình nghĩ là thành trung vẫn được đánh giá cao hơn so với phan tuấn tài cho nên là mình nghĩ là nguyễn philip đá ở vị trí hậu vệ à vị trí thủ môn hậu vệ là bùi hoàng việt anh thanh bình đá trung vệ lệch phải và thành trung đá trung vệ lệch trái cặp tiền vệ trung tâm của chúng ta thì khả năng cao là thái sơn và hùng dũng Đấy, hậu vệ biên trái là võ minh trọng hậu vệ biên phải là phạm xuân mạnh mình lấy hộ công chính là nguyễn quang hải còn cặp tiền đạo là tiến linh và văn toàn Hôm nay thì cũng có rất nhiều anh em dự đoán là Hoàng Đức sẽ là người đá ở vị trí tiền đạo cắm Nhưng mà mình nghĩ là đội hình như này cũng là một đội hình cũng khá là dễ chịu Còn uh, có thể ngày mai huấn luyện viên Philip Chuse sẽ cũng phải tính toán Là đưa ra một cái sơ đồ có thể là 3-4-3 3 4 3 và cái biến thể của nó sẽ là 3 5 và 2. ví dụ như là Đình Bắc, Đình Bắc một cánh, Quang Hải một cánh, Tiến Linh đá cắm Đấy còn lại là bốn cầu thủ ở giữa và ba cầu thủ ở dưới. Mình nghĩ là ngày mai chúng ta sẽ phải ưu tiên nhiều hơn cho hàng phòng ngự. Cho nên là không biết là với các bạn thì thế nào nhưng mà với mình thì đội của chúng ta sẽ không còn sự lựa chọn nào khác, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta không thể nào quá liều mạng mà chơi đôi công được. Chơi đôi công với Indonesia trên sân Bung Karno này là một cái quyết định mình nghĩ là nó không thực sự chuẩn xác. Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn đặt ra cho mình nhé Chiều ngày hôm nay mình vừa mới phát cái chương trình thăm đi đi một vòng quanh vùng Các, Các bạn nên xem, chương trình này là một chương trình khá là hay. Bạn uh, Gia An Robotics của nó là Hoàng Đức đâu ạ? À? Mình không biết Hoàng Đức đang ở đâu và mình cũng không dám chắc là liệu ngày mai Hoàng Đức có tên trong danh sách đồ hình xuất phát hay không. Cá nhân mình thì vẫn rất là tin tưởng vào uh, Hoàng Đức. Nhưng mà Hoàng Đức đá vị trí tiền đạo cắm thì mình nghĩ là không ổn lắm đâu. Bạn Trung Nam Lê có nói là nhà báo thấy sao về việc là dùng Xuân Mạnh đá vị trí tiền vệ trung tâm. Phạm Xuân Mạnh là một cầu thủ đa năng. Phạm Xuân Mạnh đã từng thi đấu cực kỳ tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Và huấn luyện viên Philip Chu có thể lựa chọn bởi vì Phạm Xuân Mạnh không những khỏe, khéo mà còn nhanh nữa. bạn Hòa Trần của nó là kiên trì chơi phòng là chuẩn nhất, mình đồng ý mình nghĩ là yếu tố kiên trì đóng vai trò rất quan trọng và mình lường trước được là cái sức ép rất là lớn như thế chúng ta có thể sẽ bị thùng lưới trước cho nên là cái sự kiên trì của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta ổn định hệ thống còn nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm bạn uh, nguyễn việt nguyễn có nói là tấn tài đâu anh uh, tấn tài của bạn thì mình không biết tấn tài của chúng ta thì mình cũng không biết bởi vì xin thưa với mọi người là đến bây giờ mình còn chưa biết năm cầu thủ sẽ bị loại là những ai có thể là những cái tên này cũng không phải là những cái tên quá là khó đoán Nhưng mà mình nghĩ là để mà chen chân được vào đội hình chính bây giờ là khó Xuân Mạnh chơi ok mà Xuân Mạnh chơi tốt Mình nghĩ là Xuân Mạnh chơi tốt Bánh kem Lê Tòng nói là Tâm lý cầu thủ trận này phải ổn áp mới được anh ơi Trận đấu trước trận mà bị ngộp là, là đúng rồi mình có nói với các bạn là huấn luyện viên philip chuse phải tính toán phải tính toán rất là kỹ để chuẩn bị cho các cầu thủ các bạn biết rồi đấy nó không đơn giản chỉ là cái việc là các cầu thủ sẽ chơi như thế nào mình nghĩ là ngày mai đội tuyển của chúng ta sẽ phải ra sân sớm đội tuyển sẽ phải ra sân sớm và huấn luyện viên philip chuse cũng phải có một cách tương tác với cầu thủ chứ nói bằng ngôn ngữ mình nghĩ là không ăn thua nói bằng giọng nói là không ăn thua bởi vì ngày mai sân bung Cang nô sẽ cực đông sân bung các nô ngày mai sẽ rất đông cho nên là nếu như mà không có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết từ trước thì mình nghĩ là sẽ rất là khó ăn bạn tân ngọc nó đoàn văn hậu đâu anh đoàn văn hậu đang ở nhà đoàn văn hậu đang ở mỹ đình bởi vì bạn ấy bị chấn thương trận này hòa thì thế nào anh trận này hòa thì rất là có lợi cho việt nam có lợi cho việt nam là bởi vì cái kết quả hòa là một kết quả rất là tốt thứ hai nữa là vì trận đấu hòa cho là cái trận đấu ở Mỹ Đình nó sẽ nó sẽ có ý nghĩa. Cho nên là khán giả đến sân mình nghĩ là sẽ đông hơn. Bạn Thương Mai có hỏi là ngày mai mấy giờ đá trên kênh nào vậy em ơi? Ngày mai chúng ta sẽ đá vào lúc 8 giờ 30. 8 giờ 30 thì trận đấu sẽ bắt đầu diễn ra. Và nếu mà các bạn xem thì các bạn có thể xem ở trên hai kênh, một là VTV5, hai là FPT Play. Các bạn đừng hỏi là đình trọng đâu, đình trọng có được gọi đâu mà hỏi bạn ra Phước Long. À bạn ra Phước Lương. Bây giờ các bạn hỏi một cầu thủ mà không có tên trong danh sách triệu tập thì các bạn hỏi làm gì? Đó, nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like cho mình nhé, Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Các bạn cứ đăng ký đi để khi nào mà mình đi đâu đấy thì mình sẽ đưa các bạn đi cùng. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau khám phá những cái uh, sân vận động, những cái câu chuyện ở đất ở tất cả những nơi mà mình đến và ngoài ra thì cũng rất là mong tất cả chúng ta sẽ đều hỗ trợ để cho đội tuyển Việt Nam có sự phát triển à, ở phần sau mình sẽ trả lời câu hỏi của rất nhiều bạn ngày hôm nay là tại sao Minh Hải lại hỏi một cái câu khiến cho ông Philip Chu ông ấy nói quá nhiều những cái câu ảnh hưởng đến tâm lý của toàn đội thì mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau nhé đấy không đấy không phải lỗi của mình và mình nói thật là mình đã tạo cơ hội cho ông Philip Chu nhưng cuối cùng ông không những ông không nắm bắt cơ hội mà ông ấy còn biến nó trở thành một nỗi ác mộng thì cái đấy không phải lỗi của mình ok đấy, hôm nay ở phần sau mình sẽ trả lời các bạn rồi cái câu hỏi của mình dành cho hoàng đức liệu có khiến cho bạn ấy bị áp lực hay không thì lát nữa mình sẽ trả lời nhá còn đây là website đã đi cùng với sức khỏe mọi người trong một khoảng thời gian rất dài đó là đông shop vn đấy, đây chúng ta thấy có bổ thận của dược quý đường các bạn thấy internet bên này tệ không Đấy, bổ thận của dược quý đường tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng đọc đến đây các bạn biết ngay đây là thuốc dành cho những người bị yếu sinh lý các bạn nhớ hộ mình nhá là bổ thận dược quý đường hỗ trợ bổ thận tráng dương giúp tăng cường sinh lực Đấy, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới các bạn có thể nhìn thấy ở đây là nó có bạch tật lê bạch tật lê là tăng hàm lượng testosterone trong máu và đây chính là một loại hormone để giúp cho đàn ông tăng cường cái ham muốn Đấy, nếu như ham muốn của các bạn bây giờ nó đang bị đuối thì nó sẽ kéo lên còn nếu ham muốn của các bạn đang rất là ok thì nó sẽ kéo dài cái cái tuổi thanh xuân cho mọi người còn nhân sâm đương quy đông trùng hạ thảo cao ba long kỳ tử và ba kích sáu dược liệu rất quý này sẽ phối hợp với nhau để giúp cho cái ham muốn của đàn ông được thực hiện một cách tốt nhất các bạn nhớ ấn vào đây đặt hàng ngay luôn này các bạn nhớ nhá mỗi ngày dùng hai lần mỗi lần từ 2 đến 3 viên và sử dụng trong vòng ba tháng các bạn nhớ duy trì thì hiệu quả nó mới bền vững hiệu quả bền vững nó thể hiện ở chỗ là sung mãn tuyệt vời tràn trề sinh lực cuộc yêu thăng hoa hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn ở đây có một hàng chữ mà mình luôn chia sẻ với các bạn đó là bền vững nhờ cơ chế nội sinh nội là trong sinh là sinh ra sinh ra từ bên trong cho nên rất bền vững sinh ra từ bên trong cho nên rất an toàn vì nó phù hợp với cơ địa đấy đấy là lý do vì sao nó phù hợp với cái tiêu chí của chúng mình là tốt từ gốc và bổ từ trong Số điện thoại mình để trên logo đây nha các bạn nhé 024 Các bạn ấn vào đây để đặt hàng ngay Ngoài ra thì chúng ta còn có hai sản phẩm nữa Đó là tỏi kim cương Đông Á Món quà kim cương cho sức khỏe Các bạn đọc ở đây phát các bạn thấy luôn tác dụng này Hàm lượng giá trị dinh dưỡng vượt bậc Công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời Nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên Trước khi cái tỏi này nó thay màu và đổi vị Thì nó đã trải qua một cái quy trình Lên men độc quyền từ Nhật Bản cũng như là chuyển giao cái công nghệ độc quyền từ Nhật Bản. Các bạn đọc cái tác dụng của nó nhé. Ổn định huyết áp này, giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch, kích thích tiêu hóa, tăng sức đề kháng, hạn chế quá trình lão hóa, tức là giúp các bạn trẻ lâu. Đấy, và hỗ trợ bảo vệ tế bào tấn kinh, tức là nó giúp tăng cường trí nhớ. Nó có hai loại các bạn nhé, một loại bóc vỏ rồi, một loại chưa bóc vỏ. Số điện thoại vẫn ở trên logo 02477778877 bảy. các bạn ấn vào đây đặt hàng ngay. À, mình thì không bao giờ khuyến khích các bạn uống bia uống rượu đâu nhưng mà nếu các bạn phải uống bia uống rượu thì các bạn nên uống cái nước giải rượu choa này của hàn quốc nó sẽ giúp chúng ta thải độc và đỡ mệt mỏi sau quá trình uống bia uống rượu còn em foysen này là hỗ trợ tăng cường chức năng gan bởi vì nó giúp cho gan của các bạn là khỏe mạnh hơn người việt nam thì có hai chỉ số một là chỉ số ung thư gan hai là chỉ số bị uh, tử vong do ung thư gan đều là cao nhất thế giới cái foysen này là hỗ trợ tăng cường chức năng gan nó giúp cho gan của chúng ta À, khỏe mạnh hơn giảm nguy cơ bị sơ gan bị viêm gan và dẫn đến ung thư gan đấy ngoài ra thì còn xịt men này ngoài ra thì còn có yến kiều trứng đông trùng hạ thảo và yến kiều kít các bạn nhớ nhá các bạn đặt hàng để dùng nhá mình cam kết với các bạn là nếu mà mặt hàng không chính hãng tức là một mặt hàng không phải là hàng xịn mình đền các bạn 1 tỷ còn giá thì luôn luôn là rất thấp giá này độc quyền chỉ dành cho livestream của vlog minh hải thôi số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877 và website là đông shop vn đó bây giờ là đến lúc mà mình sẽ chia sẻ với các bạn về chiếc áo này ok lát nữa mình sẽ chia sẻ nhé bây giờ thì mình xin phép là sẽ nói về cái nỗi oan ức của mình à, ngày hôm qua sau khi ông philip chu xe ông ấy có một cái uh, hành động rất là không tốt ở khách sạn rất nhiều anh em phóng viên cảm thấy chán nản à? thì chiều ngày hôm đấy ông lại đưa ra một cái yêu cầu là đội buổi đang là tập mở thì lại chuyển thành buổi tập kín tức là không cho phóng viên tác nghiệp thì chúng mình cũng không nói gì à, về sau thì quan chức của liên đoàn thì cũng nói thôi thì hỗ trợ đội vì đội đang gặp nhiều khó khăn quá ngày hôm nay mình cực kỳ chủ động mình hỏi ông Philip Chu C và mình hỏi Hoàng Đức là để cởi những cái nút thắt về mặt truyền thông cho họ mình hỏi ông Chu là tôi rất là mong là ngày mai đội Việt Nam sẽ giành chiến thắng đấy là nó giúp cho đội tuyển Việt Nam và nó cũng là món quà sinh nhật cho ông bây giờ hiện nay thì rất nhiều người ở Việt Nam đang cảm thấy lo lắng vậy thì bây giờ ông nói gì để chấn an họ ý mình muốn nói ở đây là ông sẽ nói là ở uh, chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi uh, trong khả năng có thể thì bây đây là cái phiên bản tốt nhất của đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ ra sân cố gắng mang lại niềm vui và cũng rất là mong các cổ động viên có thể ủng hộ cho đội thì mình rất là mong là ông sẽ nói như vậy nhưng cuối cùng thì không ông ấy lựa chọn cái cái giải pháp đó là ông nói về cái chuyện là 80% người dân Việt Nam chúng ta mong muốn sau trận đấu này liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ sa thải ông ấy. Rồi ông bắt đầu trách các nhà báo, trách giới truyền thông, trách mạng xã hội. Trong khi mình nói thật là những người có bản lĩnh thì họ không ứng xử như vậy. Họ sẽ ứng xử theo kiểu khác. Hay là cái câu chuyện về Hoàng Đức thì mọi người hôm nay có nhiều người bảo ông Minh Hải ông hỏi có toàn câu tào lao. Còn thậm chí là có người có bảo mày cứ cho là như thế là mày thể hiện mày là một thằng giỏi đúng không? Đấy, mày rất là kém thì mình nói luôn là mình không có mình không có nghĩ là mình giỏi nhưng mình nghĩ là mình là người có trách nhiệm với đội tuyển việt nam cho nên là mình đã đặt ra một câu hỏi để cho ông ấy thể hiện rằng là công tác chuẩn bị của chúng ta đã xong và chúng ta đang chờ đợi sự cổ vũ của người hâm mộ nữa để đội bóng của chúng ta hoàn thành mảnh ghép cuối cùng giúp cho đội của chúng ta mạnh hơn ok đấy là những cái đấy là cái mình nói thẳng luôn nó là cái 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 suy nghĩ của mình và đấy cũng là cái mong muốn của mình để giúp cho đội của chúng ta ổn định hơn thứ hai nữa là mình hỏi về mình hỏi về hoàng đức tức là sau khi các anh lớn các anh lớn làm chỗ dựa tinh thần thì bây giờ bị chấn thương rồi thì bây giờ với tư cách là đương kim của hoàng vàng thì chắc chắn là hoàng đức sẽ phải có cái sự kỳ vọng nhiều hơn và cái trách nhiệm của bạn với đội nhiều hơn thế giờ là bạn chuẩn bị như nào và cái vị trí bạn thi đấu là ra sao mình nói toẹt luôn ra với các bạn luôn là hoàng đức vẫn đang tập ở vị trí tiền đạo và kể từ khi huấn luyện viên Philip Chuse lên nắm quyền thì chưa bao giờ Hoàng Đức được thả về vị trí tiền vệ. Cái này thì cứ nói toẹt ra cho xong. Mình chỉ muốn nói với các bạn là chả phải là mình hỏi Hoàng Đức để nhận thông tin đâu. Bởi vì mình nói thẳng luôn với các bạn là trong phòng họp báo là nơi ít có thông tin nhất. Còn các bạn biết là khả năng săn tin của mình thì các bạn cũng hiểu rồi. Mình cũng chẳng phải để cần đến cái buổi họp báo để mà để mà đặt câu hỏi đâu đúng không? đó thì đấy chính là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn à, mình không có tâm địa gì và mình cũng không có ý mình nói luôn là ngay cả khi cái chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia nó có thể kéo dài thêm cái thời gian trị vì của ông Philip Chu ở đội tuyển quốc gia mình cũng đồng ý chứ chúng ta không hy sinh ông Chu bằng cách là hy sinh cả một đội bóng cho nên là mình nói thẳng luôn là mình không ủng hộ ông Chu nhưng mình ủng hộ đội tuyển quốc gia và mình cũng đã nói với một vài anh em trợ lý của ông Chu Xê rồi Mình nói thẳng luôn Các em là người Việt Nam đấy Ông ấy đến đây một vài năm rồi ông ấy cũng về nước ông ấy thôi Rồi đến một thời điểm nào đấy không ai để ý đâu Nhưng các em mà làm không chuẩn Là rồi về sau Rất nhiều những người Việt Nam khác vẫn còn nhớ Và những cầu thủ đó thì họ sẽ không bao giờ quên đó, Và mình cảnh báo họ như vậy Còn công việc là như vậy Các bạn tưởng tượng được không là nhiều khi anh em ra chào mình Bắt tay mình, mình có nói Ở đây mình nói đây có bóng đèn, mình nói thật luôn mình bảo đừng bắt tay anh đừng nói chuyện với anh bởi vì ông mình nhìn thấy thì rất là mệt và cái sai lầm rất lớn của ông chu c là ông ấy quan tâm quá nhiều đến mạng xã hội ông quan tâm quá nhiều đến những người mà không làm nghề và ông quan tâm quá nhiều đến những cái tâm trạng của người khác chứ ông không quan tâm đến tâm trạng của ông ấy mình hứa với các bạn là ngay sau khi chúng ta kết thúc hai trận đấu với indonesia mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện thâm cung bí sử và nói thẳng luôn là mình sẽ nói huỵch toẹt ra tất cả mọi thứ để các bạn hiểu được rằng là những cái thông tin thật sự ở phía sau nó còn kinh khủng hơn như thế rất nhiều còn bây giờ thì mình xin các bạn là tất cả chúng ta hãy cùng hướng đến trận đấu của đội tuyển quốc gia chúng ta cùng hướng đến những gì tốt đẹp nhất cho đội tuyển bởi vì chúng ta không mong muốn chúng ta không mong muốn đi từ việt nam sang bên này để đón nhận một kết quả không tốt và các cầu thủ đang rất cố gắng họ đã vượt qua rất nhiều những cái gọi là cảm xúc của cá nhân để mang đến cho chúng ta những cái thành công Hi vọng là chúng ta sẽ ủng hộ toàn đội Bạn Văn Thành Lê Nói là tôi theo dõi kênh của Vlog Minh Hải Lâu lắm rồi Hôm nay mới thấy Minh Hải nói rất hay Ôi em thì em cũng nghĩ là em nói chân thành thôi Chứ còn chả phải là hay hay dở Đấy và ngày hôm nay Sau khi cái cuộc họp báo Thông tin được phát hành Rất là nhiều người cũng gây áp lực cho em Em nói thật luôn em khác ông Chu Xie Các bạn chửi thoải mái các bạn cứ chửi thoải mái em thì em hoàn toàn không có bất cứ một vấn đề gì cảm ơn mọi người rất là nhiều đấy uh, quan điểm của mình là như thế mình thì mình mong là ông chú c ông ít quan tâm đến dư luận thôi thứ hai nữa là đừng có thể hiện một cái sự cáu kỉnh như vậy những người cáu kỉnh như thế chứng tỏ là vẫn chưa thể nào mà an yên được không thể có được cái sự cân bằng không giữ được sự cân bằng cho mình sao giữ cân bằng cho tâm trạng của người khác và càng không thể giữ cân bằng về tâm trạng cho cả một tập thể mình sợ là ngày mai đội tuyển của chúng ta sẽ bị rối loạn bạn Tùng Nguyễn nói là chửi trở lại blog thoải mái bạn Công Trần của nó là Minh Hải hỏi rất hay nhưng câu trả lời của ông ấy đã nói lên tính cách của huấn luyện viên này mình luôn ủng hộ Minh Hải em cảm ơn anh Công Trần em cũng có quan điểm giống như anh, tức là ngay cả khi người ta nhận một câu hỏi ác ý, thì bằng bằng cái trình độ, bằng cái sự an yên, bằng sự cân bằng của mình, họ vẫn có thể biến nguy thành an được. Nhưng mà ông này thì ông lại biến an thành nguy luôn. Thật sự là từ khi ông Chu Xie lên cầm quân, liên đoàn của đá Việt Nam cũng chết mệt luôn, ấy. mệt lắm đấy các bạn ạ. Bạn Lương Nguyên của nó anh Hải nói rất đúng và ý nghĩa. Bạn ơi, bạn tưởng tượng xem là mình đi từ Việt Nam sang đây. Đấy, sang đến đây bỏ tiền túi nhá. Hôm nay có một bạn này bảo ông Minh Hải đi toàn nhận tiền của cổ động viên. Xin lỗi các bạn, bàn tay này chưa bao giờ biết nhận tiền của ai luôn. Đó thì uh, mình bỏ tiền túi ra, mình sang bên này. Ngày hôm qua sang rất là vất vả, đấy như mình nói với các bạn. Ngay sau khi mà mình uh, mình livestream xong buổi trưa là mình chạy hốc hộc tốc sang bên uh, khách sạn của đội tuyển chỉ có uống được đúng một cốc sữa. Đấy, sau đó là sang là bị ông trừng mắt ông nhìn mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này sau khi đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành hai trận đầu với Indonesia lúc đấy thì mình nghĩ là có thể chả phải đợi đến lúc chúng ta thua đâu có thể là chúng ta cũng phải nghĩ đến cái chuyện là thay tướng bạn Trần Thị Tường Vi Minh Hải bớt phá hoại trước khi đội ra trận nhé ok bạn cho rằng đấy là phá hoại thì bạn nên đi tìm một cái không gian khác nhá. Không gian này không có ai là người phá hại cả. Chính bạn là người đang phá hoại cái không gian này của chúng ta. Mai Phương tội cho em quá, em không tội tí nào. À, cuối cùng là là đấy em kể nốt là chạy sang đội ông ấy trừng mắt lên, sau đó là ông ấy uh, cho cả đội tập đóng, tập kín. Thì không sao cả, anh em phóng viên họ sẽ tự biết cách họ làm, đúng không? Đấy, rồi à, ngày hôm nay cũng lại à, ném rau củ quả vào mặt anh em trong phòng họp báo chả sao bạn an nhiên phạm nói là minh hải thù ông chu rồi không mình nói thật luôn ông chu không phải là người mình ông chu không mình không coi ông chu là đối thủ cho nên là không chả bao giờ mình phải thù và ghét ông ấy làm gì cả ông làm tốt thì chúng ta ok ông làm không tốt thì chúng ta có ý kiến và mình nói luôn là đấy với giới truyền thông ông ấy còn chả có khách sáo gì Thì với các cầu thủ xin lỗi luôn là không có cửa Mình nói thế này là để bảo vệ đội bóng thôi chứ còn đối với bọn mình thì ăn thua gì Các bạn thấy không? Ví dụ như là truyền thông của Indonesia họ nhầm mình à, Họ viết rất nhiều những cái thứ về mình, mình cũng kệ Nói chung là mình cảm thấy bình thường Hôm nay đi họp báo gặp tất cả các anh em vẫn tay bắt mặt mừng như bình thường luôn Như không có chuyện gì xảy ra Mặc dù mình biết đích xác ai là người quay mình vào thời điểm đó, ai là người chụp ảnh mình, mình biết chứ. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó là những cái gì mình muốn uh, chia sẻ với mọi người thế thôi. Còn lại thì uh, ai có quan điểm như nào thì tùy mọi người. Uh, các bạn vẫn nhớ hộ mình nhá. Đấy, số lượng người xem đang rất đông rồi này. Đang hơn 11.000 người đang xem vào lúc khoảng tầm gần 11 giờ. Hơn 11.000 người đang xem này Số lượng người like của chúng ta đang mới chỉ có 2.000 Các bạn hãy dành ra cho mình khoảng tầm 3 giây Để các bạn like cho mình Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình Ai chưa uh, like thì bạn nhớ like cho mình Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình Khi các bạn đăng ký thì các bạn nhớ ấn vào chuông Và chọn thông báo nhé Để khi mà uh, mình live stream thì Youtube sẽ thông báo cho các bạn Ok bạn Hòa, Hòa Nguyễn à giới truyền thông của bọn mình nó có một cái câu rất là hay như này bạn hoàng nguyễn nói là phóng viên gì mà suốt ngày đi nói xấu người khác à, nghề phóng viên của bọn mình có một cái câu mình với người bạn thân của mình có một cái câu rất là rất là thẳng thắn à, nói xấu nó khác với nói đúng với nội dung xấu bởi vì người ta xấu mình không thể nói người ta đẹp được nếu mà người ta xấu mà mình nói người ta đẹp thì lấy là mình lừa các bạn và mình thì không đi làm cái việc đó Tức là nói xấu là người ta không xấu mà chúng ta nói người ta xấu thì đấy là xấu. Còn nếu người ta xấu mà chúng ta nói người ta xấu thì đấy là chúng ta nói đúng. Nói đúng với nội dung xấu. Hai khái niệm này là khác nhau nha các bạn nhé. Đó là những cái gì mình chia sẻ với các bạn nhé. Ok, thế thôi. Còn lại thì các bạn đặt câu hỏi ra. Mình trả lời các bạn một vài câu hỏi là ok rồi. Đấy, còn bây giờ thì mình chia sẻ với các bạn chiếc áo President này của Vicento. Đó, đây là chiếc áo President Tức là Tổng thống Làm bằng lụa của Nhật Bản Đấy, Mềm, mịn, mượt, mát Mặc lại không nhăn luôn Nó có thể kết hợp với rất nhiều các loại quần Và nó cũng có thể kết hợp với rất nhiều Những cái phụ kiện Hoặc là nếu mà các bạn muốn Thì nó còn có thể à, Nó rất là tương thích với rất nhiều những bối cảnh mà các bạn đến Sáng các bạn có thể đi làm Trưa đi ăn cưới, chiều về đi họp Tối về đi chơi người yêu Thoải mái luôn Và cái chi phí của nó thì nó lại cực kỳ tuyệt vời Các bạn mua một chiếc sau khi giảm giá rồi là 639 nghìn Nhưng các bạn mua 3 chiếc thì lại giá chỉ còn 1 triệu 398 nghìn Và các bạn sẽ được tặng một chiếc ví da cá sấu Mình để đâu ạ? À? Một chiếc ví da cá sấu trị giá 1 triệu 598 nghìn Các bạn nhớ hộ mình nhé Ví da cá sấu này là quà tặng Nhưng nếu mà các bạn chứng minh nó không phải là da cá sấu xịn Mình vẫn đền các bạn 1 tỷ Đấy và bởi vì cái mức giá chỉ dành độc quyền cho Vlog Minh Hải và riêng chất lượng thì nó là hàng chính hãng 100% các bạn đến với vicento vn thì các bạn sẽ có một cái quyền đó là tự thành lập combo các bạn muốn combo bao nhiêu thì các bạn lựa chọn bởi vì chúng mình giảm giá trên mọi đơn vị, mọi mặt hàng quanh năm suốt tháng đấy cho là khi khi các bạn mua combo càng nhiều giảm giá càng lớn mua combo càng nhiều quà tặng càng giá trị nếu các bạn đến 240 kim mã các bạn đọc cho mình tên vlog Minh hải để các bạn được giảm giá thêm một lần nữa vì đây chính là cam kết mà Vicento dành cho các khán giả của Vlog Minh Hà Các bạn nhớ hộ mình nhé Số điện thoại là 0889 33 33 00 Đó Và đấy cũng chính là số điện thoại để các bạn mua những chiếc Manhow C4 Cũng là số 0889 33 33 00 Nhưng website là manhow.vn Đây là con C4 Con C4 này có giá là 339.000 một chiếc Nếu các bạn mua hai chiếc Thì giá chỉ còn là 639.000 Còn bộ đôi Của Menhau V8 Thì bộ đôi này đang được giảm giá chỉ còn lại là 698.000 Các bạn nhớ mình nhá Con C4 này vẫn là ô, oh, vẫn là cái loại đồng 3 ly Vẫn chịu được tải lên đến 4.000W Các bạn cắm 2-3 lối lẩu ăn cực kỳ tuyệt vời Các bạn tưởng tượng là trên bàn lẩu các bạn mà có những cái ổ điện như này Các bạn thấy nó xinh không? Rất là đẹp luôn nó còn chịu được nhiệt lên đến 750 độ Một đổi một trong vòng 6 tháng Các bạn được bảo hành lên đến 1 năm Nó có 4 ổ cắm điện và 3 cổng sạc 2 cổng USB, 1 cổng Type-C và ở đằng sau này các bạn nhìn thấy nó có một anh chàng gọi là trung vệ áo đỏ Atomat Anh chàng này chỗ nào có điểm nóng, chỗ nào nguy hiểm là ngay lập tức anh có mặt Cho dù bạn đi làm, đi đi công tác hoặc là các bạn đang đi ngủ Thì Atomat nó vẫn ở đây để nó bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cái ổ cắm này để giúp cho cái ổ cắm này nó không bị cháy và nó không diễn ra cháy nổ ở gia đình nhà các bạn. Bảo vệ cho gia đình an toàn. Gia đình an toàn tức là bố mẹ mình an toàn. Gia đình an toàn là vợ con chúng ta an toàn. Các bạn thấy không? Có nhiều nhà mất cả gia đình chỉ bởi vì, vì họ tiết kiệm một cái ổ cắm điện có hơn 300.000. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là menhouse vn Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn Nguyễn Văn Thông hỏi là áo màu trắng có không? Tất cả các loại áo đều có hết. Các bạn muốn loại áo nào cũng có luôn. Bạn Khải Hoàn có nói là mai anh Hải phỏng vấn cổ động viên hai đội trước trận đấu đi anh. Thật sự là ngày mai mình muốn tập trung vào trận đấu. Ngày mai mình muốn thật sự muốn tập trung vào trận đấu. Còn nếu mà cổ động viên thì mình xin các bạn là đến trận ở lượt về. Bởi vì chúng mình cũng không được lên khán đài. Bọn mình sẽ được tác nghiệp quanh quanh. Ok để mình xem tình hình thế nào Nếu mà ngày mai mọi thứ ổn Thì mình sẽ chiến đấu Bạn Hà Vi có nói là lơ là với nhà báo là gay rồi anh Hải nhỉ Theo anh Hải thì tỷ số ngày mai là sao Tỷ số ngày mai nói thật luôn là mình chỉ mong một trận hòa thôi Còn bạn nói là lơ là với nhà báo là gay rồi thì không Bọn mình không có Bọn mình không coi chúng mình là một loại quyền lực Và chúng mình cũng không bao giờ gây sức ép cho đội nhưng mà các bạn biết là trong đội hình phát triển của bóng đá thì FIFA đã đặt truyền thông ở vị trí tiền đạo. Thì các bạn hiểu là nó quan trọng như thế nào. Còn chúng mình thì rất khiêm nhường. Chúng mình rất khiêm nhường. Câu chuyện này mình sẽ kể cho các bạn sau. Còn ai đó suy nghĩ gì về Minh Hải thì mình cũng vẫn đành phải chịu thôi chứ biết làm sao được. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Bây giờ thì mình xin phép là ngừng luồng livestream ở đây để cho các bạn nghỉ ngơi. Bởi vì nó đã đến 11 giờ rồi. Các bạn ai chưa xem cái chương trình mà chưa chiều ngày hôm nay mình phát chương trình mình mời các bạn đi quanh một vòng sân bung các nô thì nếu mà các bạn chưa xem thì các bạn xem nhé rồi các bạn cứ so sánh thì thoải mái để các bạn thấy là Indonesia nếu mà họ phát triển bóng đá hơn Việt Nam thì nó cũng không là không phải là cái gì đấy khó hiểu đâu cảm ơn các bạn rất nhiều bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo trưa ngày mai thì mình còn được trở lại với những cập nhật mới nhất liên quan đến đội tuyển Việt Nam cảm ơn các bạn rất nhiều bây giờ Minh Hải xin được kính chào tạm biệt